Mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong một clip mới. Và clip hôm nay có nội dung là bé cá được vẽ bằng tay như thế nào. Ảo tưởng về nhiều thứ thực sự là loại tranh nhựa 3D này. Chúng được tạo bởi các nghệ nhân. Chúng ta có thể quay lại với Nhật Bản. Phần quan trọng nhất là kỹ thuật. Vậy họ làm thế nào? Môn nghệ thuật này do nghệ sĩ nổi tiếng người Nhật có tên là Ryusuke Fukuhori sáng tạo. Bậc thầy người Nhật Bản này đã dành 12 năm chỉ để tìm hiểu kỹ thuật vẽ tầng lớp, hay còn gọi là cách vẽ kim tự tháp trên chất liệu nhựa, để cho ra đời một bức tranh cá vàng 3D. Môn nghệ thuật này hiện tại được không ít các họa sĩ, các nghệ nhân, các bạn trẻ Việt Nam yêu thích và tìm hiểu. Chúng có thể được tạo ra trong một cái bát bằng tre, sử dụng hỗn hợp nhựa epoxy resin. Sau lớp đầu tiên là lớp nhựa tiếp theo, và quá trình đó được lặp lại nhiều lần. Cá koi rất phổ biến trong các tác phẩm vì chúng rất có ý nghĩa tốt trong phong thủy. Để vẽ một chú cá koi mất 6 đến 8 lớp nhựa. Lớp đầu tiên bao gồm vây bơi và phần cơ thể. Vậy và mô hình cơ thể cũng được vẽ ở các lớp tiếp theo. Một tác phẩm nhỏ có thể mất khoảng 1 tuần để thực hiện. Nhưng để hoàn thành một bức tranh lớn hơn có thể mất đến 1 tháng. Và kiên nhẫn là một đức tính tốt. Nếu muốn nhiều hơn hãy like, bấm chuông và subscribe để xem nhiều clip hơn nhé. Mến chào quý vị. Hẹn gặp lại.